Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm, 3 tháng 11 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tin Việt Nam, câu chuyện thời sự với Thiên Nga. Tiếp theo trong phần 2 là hội thảo về những phúc lợi cho người cao niên quận Fairfax và tiệc chay kỷ niệm 20 năm thành lập Phật Bảo Tự. Trong phần cuối của chương trình là phóng sự của Tú Linh. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, thêm một blogger bị bắt với tội danh chống nhà nước. Cơ quan công an ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp blogger Hồ Hải, tức bác sĩ Hồ Văn Hải, 52 tuổi, và ông sẽ bị điều tra và trừng phạt vì tội phát tán tài liệu chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Không đầy một tháng, chính quyền bắt hai blogger vì các bài viết có liên quan đến nạn xả thải gây ô nhiễm biển, nhưng bị xem là chỉ trích nhà nước. Báo chí chính thức ở Việt Nam cũng như các trang mạng xã hội và thông tấn quốc tế như AP và AFP cùng đưa tin này. Bác sĩ Hồ Văn Hải bị bắt tại nơi làm việc là phòng khám bệnh đa khoa Á Châu, quận Thủ Đức. Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam. Hãy kiện tập đoàn Formosa ra tòa án quốc tế. Formosa Hà Tĩnh phát thải siêu độc. Phải đóng cửa không chỉ tập đoàn thép là một số bài viết của blogger Hồ Hải. Theo báo Tuổi Trẻ, một sĩ quan công an tên Nguyễn Sĩ Quang cho rằng bác sĩ Hồ Văn Hải loan tải những bài viết làm người dân mất niềm tin vào chính phủ, vi phạm Điều 88 luật hình sự. Tuy nhiên, theo AP, đạo luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế xem là mơ hồ. Tháng 10 vừa qua, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang cũng bị công an bắt giam và cho đến nay vẫn không cho mẹ già và hai con nhỏ thăm viếng. Trong vụ Formosa, thải chất độc làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, hai nhà báo mạng này đưa lên nhiều bài phân tích bảo vệ môi trường, kêu gọi truy tố tập đoàn Formosa và đòi nhà nước minh bạch. Kính thưa quý vị, Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ kiểm soát Quốc hội sau kỳ bầu cử 2016? Cho đến nay, những người trả lời câu hỏi này đều nhấn mạnh đến sự rạn nứt phát sinh giữa hàng lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ở Washington. Trong khi ông Trump thắng bầu cử sơ bộ một cách dễ dàng và gần đây đã thu hút ngắn khoảng cách dẫn đầu của bà Clinton trong các cuộc thăm dò, đa số người thuộc đảng Cộng Hòa được hỏi có 38% cho biết họ dự định sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên độc lập của đảng thứ ba trong năm nay. Chỉ có 30% cam kết bầu cho ông Trump và 18% nói rằng họ sẽ ủng hộ bà Clinton. Các thuộc cấp cao cũng đang ủng hộ các nhà lãnh đạo đảng của họ trong quốc hội, với 81% các phụ tá của các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đồng ý thượng nghị sĩ lãnh đạo khối đa số Mitch McConnell làm được việc, và 83% các phụ tá của các dân biểu tại Hạ viện đồng ý Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan làm được việc, bất chấp vấn đề giữa ông và ứng cử viên Donald Trump và những nỗ lực của truyền thông cánh hữu đang làm giảm uy tín của ông. 41% các phụ tá của đảng Cộng Hòa cho biết tranh chấp giữa Chủ tịch Hạ viện và ông Trump đã làm hại thế đứng của ông Paul Ryan trong đảng Cộng Hòa House. Nhưng chỉ có 9% trong số họ tin rằng một dân biểu khác bên đảng Cộng Hòa muốn thay thế chức vụ của ông Ryan, và chỉ có 6% nói rằng họ không can dự. Bà Lisa Camus thuộc cơ quan Reset Public Affairs từng là phát ngôn viên cho cựu chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert đưa ra nhận xét. Sự kết nối giữa các phụ tá tại Quốc hội và cử tri của đảng Cộng Hòa cho thấy vấn đề rộng lớn hơn trong cuộc bầu cử năm 2016. Các cử tri có một sự mất lòng tin đối với những gì đang diễn ra tại Washington DC. Bà nói tiếp, các phụ tá làm việc hết mình nên họ thấy được sự khác biệt. Đó là điều dễ hiểu.
ông Steve Elmendorf, từng là phụ tá cho dân biểu Richard Jeffers, cựu lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói, sau cuộc bầu cử này, đảng Cộng Hòa sẽ có ba phe, cánh Paul Ryan, John Kasich, Marco Rubio, cánh Ted Cruz và Tom Cotton. Và sau đó là những người theo ông Trump. Ông nói thêm, họ cần phải tìm ra ai là lãnh đạo đảng và hướng đi. Các phụ tá của các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của cả hai đảng đều có chung hai nhận xét. Ông Trump sẽ thua và đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng Dân Chủ tự tin sẽ thắng Thượng viện hơn đảng Cộng Hòa với 86% dự đoán họ sẽ kiểm soát 51 ghế trở lên và có thêm 7% cho là 50-50. Một số lớn các phụ tá đồng ý rằng các thượng nghị sĩ tái tranh cử của đảng Cộng Hòa như John McCain ở Arizona, Marco Rubio ở Florida và Rob Portman ở Ohio sẽ tồn tại, và những người khác, Ron Johnson ở Wisconsin và Mark Kirk ở Illinois, sẽ bị đánh bại. Đảng Cộng Hòa cũng đang lo lắng về Kelly Ayotte ở New Hampshire và Patrick Toomey ở Pennsylvania. Cả hai thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ này đều được chờ đợi là sẽ thắng. Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự tin tưởng vào ông Roy Blunt ở Missouri và Richard Burr ở North Carolina, cũng như Joe Heck đang tranh cử cho ghế thượng nghị sĩ Dân Chủ Harry Reid của tiểu bang Nevada được, và ông Todd Young, người đang tranh ghế của thượng nghị sĩ Dan Coats, tiểu bang Indiana về hưu. 47% các phụ tá của đảng Dân Chủ dự đoán nó sẽ không có bế tắc chính trị tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong khi đa số các phụ tá bên đảng Cộng Hòa, 49%, tin là có. Xin cảm ơn quý vị. Quý Châu xin kính gửi đến quý vị câu chuyện thời sự. Diễn biến những ngày gần cuối của cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016 do Thiên Nga thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, như vậy chỉ 5 ngày nữa là bầu cử Mỹ. 28 triệu cử tri đã bầu khiếm diện hoặc đi bầu sớm để đỡ phải xếp hàng lâu. Thế nhưng nhiều người trong số đó đang muốn đổi lại lá phiếu mình bầu chọn, vì từ 10 ngày nay, tin tức đã khiến họ suy nghĩ lại. Các tiểu bang cho đổi lại phiếu bầu là Wisconsin, Minnesota, Michigan, Pennsylvania, New York, Connecticut và Mississippi. Tuần trước, tin ngày càng phơi bày sự lem nhem tiền bạc của Clinton Foundation và Bill Clinton Inc., rồi tới tin Obamacare thất bại, làm lật lại thế cờ cho ông Trump. Và từ thứ Sáu tuần trước, thì tin FBI khởi động lại cuộc điều tra về vụ email của bà Clinton đã xoay hẳn ván cờ. Theo cuộc thăm dò toàn quốc đáng tin cậy, thì nay tỷ lệ ủng hộ ông Trump ngang ngửa bà Clinton. Những người ủng hộ ông Trump bừng bừng khí thế, số phiếu bầu cho ông có thể nhiều hơn là tỷ lệ thăm dò, vì nhiều người không nói ra là sẽ bầu cho ứng viên lội ngược dòng chính. Tin tức cho biết có các sinh viên tỏ ý ủng hộ chính sách của ông Trump thì đã bị đa số sinh viên tả khuynh, đánh. Hôm qua, tin cho hay hàng ngũ các viên chức FBI nổi dậy khỏi sự áp chế của Bộ Tư pháp đã tăng cường mạnh mẽ điều tra Clinton Foundation. Hillary Clinton đã lạm dụng chức vụ ngoại trưởng để cho favor, tức là cho đặc ân cho các nước, đổi lại tiền bạc đóng góp béo bở cho foundation của gia đình mình. Bà Clinton sử dụng private email server, tức là máy chủ cá nhân riêng, trong khi làm việc công, cốt để che giấu chuyện làm giàu cho bản thân và gia đình, bất kể sự an nguy của nước Mỹ. Cuộc điều tra mở lại của FBI đã cho thấy hầu như chắc chắn 99% có tới 5 cơ sở tình báo nước ngoài đã xâm nhập private server của bà Clinton và lấy tin. Các nước này có thể thù nghịch với Mỹ, nguy hại tới an ninh quốc gia. Vì vậy, rất có khả năng bà Clinton bị indict, tức là bị buộc tội. Viên chức đặc trách thông báo lên Quốc hội về cuộc điều tra mở lại của FBI là Peter Katzik, trợ tá tổng trưởng tư pháp.
mà ông Kasich lại là luật sư thân thiết với ông John Podesta, trưởng ban tranh cử Clinton. Hôm đầu tuần thì có tiết lộ là Tổng thống Obama đã có liên lạc email qua cái server riêng của bà Clinton. Nhưng khi bị chất vấn thì ông nói chỉ biết là bà Clinton sử dụng server riêng khi nghe tin báo chí mà thôi. Xem thế, có sự cấu kết từ Tổng thống đến Bộ Tư pháp tới các báo đài dòng chính khuynh tả để bằng mọi giá đưa Hillary Clinton lên làm Tổng thống. Bình luận gia Donna Brazil của CNN tuồn câu hỏi cho bà Clinton biết trước hai cuộc tranh luận với nghị sĩ Bernie Sanders. Bà Brazil hiện là chủ tịch tạm thời của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ, thay cựu chủ tịch từ chức vì bị lộ ra là ém ông Sanders. CNN phải cắt hợp đồng với bà Brazil, nhưng vụ tai tiếng đã khiến đài này bị chế nhạo là Clinton News Network. Thì Nga sẽ tường thuật tiếp cùng quý vị vào kỳ tới. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CEDIA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Kobe House, một nhà hàng được khen ngợi sang trọng và sạch sẽ nhất vùng. Thức ăn 100% không dùng bột ngọt, khung cảnh rộng rãi và rất thích hợp cho những hẹn hò công việc riêng tư. Sân khấu cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp, có hát cho nhau nghe mỗi tối thứ sáu từ 8:30 đến 12:30 sáng. Có beer and wine, mở cửa 9:00 sáng đến 9:00 tối 7 ngày một tuần. Kobe House, bên trong Eden Center, số điện thoại là 571-2823-662. Ngụy Vũ và gia đình hân hạnh đón tiếp quý vị. Vườn Mai Vàng Florida cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn Mai Vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251.